Hướng dẫn sử dụng Mask trong Premiere và ứng dụng để làm hiệu ứng chia màn hình Hiệu ứng chữ xuất hiện sáng tạo, hiệu ứng chữ chui ra từ bóng tối, khoanh vùng hiệu ứng để tạo điểm nhấn, chuyển cảnh quét ngang khung hình, chuyển cảnh chui hầm, cuối cùng là vẽ ánh sáng. Rồi ok, thì bất cứ khi nào mà trong Premiere bạn thấy có cái biểu tượng dấu tròn, hình vuông và cái bút ở đây, thì tức là những cái chỗ này á bạn có thể tạo được một cái mask. Thì mask là cái gì đúng không? Ví dụ như trong cái giá trị Opacity đi, mình click vào cái hình tròn này để mình tạo một cái mask thì bạn thấy là những cái gì mà bên trong mình chọn nó sẽ giữ lại và bên ngoài nó sẽ cắt mất đi. thì cái ứng dụng đầu tiên của mask á, bạn có thể làm được cái dạng picture in picture hay còn gọi là hiệu ứng split screen. ví dụ như là ở đây mình có một cái frame phim cũ, mình sẽ đặt ba cái clip lần lượt. thì clip đầu tiên nó nằm ở đây, clip thứ nhì nằm dày và clip thứ ba nằm dày. thì bây giờ mình sẽ bố cục lại ba cái này, mỗi cái ôm một cái khung hình, mình sẽ dịch chuyển cho nó qua vị trí này. mình chỉ muốn giữ lại cái vùng này thôi, thì mình sẽ tạo một cái mask xung quanh nó, mình sẽ vẽ một cái mask xung quanh nó bằng cái công cụ pen này thì mình không có cần phải vẽ đẹp lắm đâu, mình sẽ vẽ một cách ẩu tả như vậy. Thì mình thấy là bây giờ mình có cái group đầu tiên. Cái thứ hai mình làm thế nào thì cái dưới cùng này nè thì mình sẽ đặt nó ở cái vị trí này chẳng hạn. Bây giờ mình muốn giữ lại cái vùng bên trong này thôi thì tương tự mình cũng làm một cái công cụ pen mình vẽ một cái ẩu tả như vậy là nó sẽ giữ lại. Rồi cái cuối cùng là mình cũng bấm vô motion để mình dịch chuyển nó lên đây. Thì sau khi mà làm xong á mình xem lại thì mình đã có ba cái video cùng trình chiếu cho một khung hình cái frame mà hồi nãy mình nói là để nó che cái điểm tiếp nối tại vì nếu không có cái frame mà sẽ nhìn ra được cái điểm tiếp giáp giữa những cái hình này nó hơi bị thô thì nếu như mà có cái giá trị thứ hai bạn cần quan tâm đó là cái giá trị feather nè thì mình có thể làm được những cái hiệu ứng trộn hình rất là đẹp giống như cái clip này thì cái này đơn giản chỉ là cái gì có cái clip mà cài áo sẽ nằm ở sát bên trái đúng không rồi sau đó mình đè lên bằng một cái clip là cái anh chàng này bên tay phải thì cái này nè cái vùng này nè chính là cái mask feather này nó đang là 200 thì hồi nãy dụ như là nó ở 10 á thì nó sẽ rất là gắt nó ra nguyên một cái cạnh rất là bén như thế này thì mình tăng cái con số này lên 200 để mà mình xóa nhỏ nó đi để mình trộn hai cái hình này nhau Một cái ứng dụng nữa rất là hay làm cái hiệu ứng chữ xe nó chạy xong mình lộ chữ rồi đó, đó tạo một cái chữ du lịch sau đó mình đến cái giá trị là Blend mode đó mình sẽ chọn là overlay tại vì nếu mà mình chọn normal thì nó trắng vậy nè, nó chưa có trộn vô cái hình của mình before nè. Đây, after nè. Đấy, rồi làm sao để nó hiện ra thì rất là đơn giản đó là mình sẽ canh tới cái khoảng khắc mà chiếc xe này nó chuẩn bị chạy vào nè, mình sẽ đặt một cái mask. Đây, mình sẽ tạo một cái mask vuông và cái mask này nó nằm ở phía bên này, tức là sao nó sẽ che cái chữ đây, cái chữ đây. Mình che cái chữ lại như vậy. Thì lúc mà cái xe này nó chạy tới á thì cái mask này nè nó sẽ chạy theo chiếc xe này và nó sẽ lên lộ cái chữ du lịch ra, mình đặt cái frame cho cái giá trị path này nè để mà nó chạy cái mask này theo đúng cái tốc độ của xe á, thì là cái chữ du lịch này nó sẽ hiện ra rất là đẹp thì nếu như mà bạn nào mà xiên xiên á, bạn tạo một cái chữ xong rồi bạn tạo một cái mask nó bao quanh cái chữ này nè rồi sau đó đó, bạn hãy tận dụng vô cái giá trị expansion này nói nôm nang nghĩa là bạn sẽ cho cái mask này nó co lại hoặc là nó bự ra thì nếu mà bạn đặt keyframe tương tự như cái cách bạn làm với là cái giá trị mà path là vị trí của cái mask á thì nó sẽ ra cái hiệu ứng là chữ nó sẽ chui ra từ bóng tối rất là đẹp giống như vậy cái video này mình đã từng hướng dẫn rồi à, mình sẽ để link nó ở góc trên bên tay phải cho bạn nào tham khảo thì cái mask có thể ứng dụng cho cái việc chỉnh màu nữa ví dụ như mình có cái clip này thì ví dụ như mà là mình muốn tạo một cái mask để mà cái trọng tâm của người nhìn nhìn vào cái mặt của người mẫu vào cho một effect á mình kiếm một cái effect tên là Lumetri Color. Thì đây là một cái effect để mà chỉnh màu trong Premiere thì mình kéo nó vào clip của mình. Sau đó đó, trước khi mà tác động bất kỳ cái gì á mình có thể zoom cái phú tịch này lên. Sau đó thì mình sẽ tạo một cái mask xung quanh cái mặt. Thì sau khi mình tạo xong mình có thể vô cái giá trị Basic Correction nè. Rồi bây giờ mình sẽ giảm sáng lại. Mình muốn invert cái mask này lại để cho nó tác động như cái phần ngược lại thì mình chọn invert thì đó mình thấy là toàn bộ cái môi trường nó bị tối xuống chỉ có cái mặt của người mẫu là sáng lên thôi rồi tuy nhiên thì bạn sẽ thấy là cái này á nó sẽ không hoàn hảo tại vì không thể nào mà cái mask này nó chạy sát theo cái khuôn mặt của người mẫu được thì mình sẽ dùng một cái tính năng của cái mask này đó là tính năng tracking thì mình sẽ track cái mask này cho nó chạy theo cái mặt thì mình có thể là bấm vô cái biểu tượng đây để nó track rồi ok cho mình xin một phút quảng cáo nha thì hiện tại mình đang mở hai cái khóa học dựng phim bằng phần mềm Premiere một cái là dạy kèm một một và một cái là dạy kèm một lớp khoảng 5 người thì cả hai đều học online qua phần mềm zoom hết thì nếu bạn nào quan tâm á, có thể bấm vào cái đường link mình để ngay bên dưới phần mô tả video này hoặc là cái bình luận gì đó để mà tham khảo thử ha Rồi, cảm ơn bạn nha rồi thì sau khi mà chắc xong á mình có cái kết quả như vậy trong lúc mà mình dịch chuyển cái playhead bạn có thấy là cái mouse này nó bám theo cái khuôn mặt của người mẫu thì cái việc mình mới làm á bằng hai cái nút này tức là mình bấm cái nút mũi tên bên phải này nè thì nó sẽ chắc cái mouse này từ cái vị trí playhead đi bên phải còn cái phía bên trái đó, nó chưa có thì mình quay lại cái keyframe chỗ này rồi mình tiếp tục mình bấm nút trả lùi để nó chắc lùi lại rồi thì có thể copy giá trị của cái mask này qua những cái effect khác nữa hay không? Thì câu trả lời là được. Thí dụ như bây giờ mình có một cái effect tên là VR Glow để tạo ra cái hướng mà tỏa sáng thì mình muốn là nó chỉ tác động đến tất cả mọi thứ trong khung hình ngoại trừ lên khuôn mặt của người mẫu mình thôi. Mình vào cái mask mà mình vừa mới tạo ra trên cái mục Lumetri Color thì mình sẽ bấm chọn cái mask một này, mình bấm Ctrl C sau đó mình qua cái mục VR Glow này nè mình bấm trình V thì bạn nhìn nè bây giờ do là nó ngược lại đúng không thì mình cần phải invert cái mask này lại thì bây giờ nó đã ok thì bây giờ thêm một cái effect nữa đi đó là thí dụ như là mình thêm một cái effect tên là chromatic aberration thì bạn thấy là cái effect này á nó cũng rất là đẹp nó ra cái hiệu ứng lỗi của phim ngày xưa á, thì khi mình zoom vào mình sẽ thấy là um, nó không ổn lắm tại vì nó làm cho cái mặt người mẫu của mình khó chịu quá thì bây giờ mình sẽ làm sao mình sẽ lấy cái mask từ bên cái giá trị VR glow này nè mình bấm ctrl c rồi đó là mình qua bên đây mình bấm vô cái tên của cái khác này mình bấm ctrl v rồi thì một cái ứng dụng của cái mask này á là bạn có thể làm một cái dạng chuyển cảnh quét ngang khung hình đầu tiên mình có một cái clip có một cái người đi ngang lúc mà họ vừa mới xuất hiện cái đoạn này họ bắt đầu họ lộ ra cái phần bên trái nè mình sẽ tạo một cái mask thì cái mask thứ lần sau tức là mình sẽ đục lỗ nó để cho nó lỗ cái phút thuật bên dưới lên. Mình click vào chữ mask một bạn sẽ thấy được cái outline của cái mask này nó là một cái đường màu xanh dương. Cứ mỗi lần mà bạn ấy dịch chuyển tới hay lùi một frame, mình lại thay đổi cái hình dáng của cái mask này sao cho nó ôm trọn vẹn cái outline ở bên tay trái của cái người này. Thì cứ như vậy tới cuối thì cái mask này nó đã trọn vẹn hết khung hình. Thì lúc đó mình sẽ bật cái phút tịch ở bên dưới lên. ngoài ra thì mình có một cái file ứng dụng cái chuyển cảnh mask này để làm cái hiệu ứng hyperlapse nó đẹp hơn. ví dụ như bạn coi cái shot này đấy thì nó chuyển từ cái đường hầm qua cái cảnh ở Sài Gòn này, mình đục một cái mask tức là gì, tức là nó sẽ trong suốt, nó sẽ nhìn xuyên qua được thì mình mới đầu mình đặt cái phút mà ở Sài Gòn đó, nó nằm ở bên dưới. thì trong quá trình mà cái cảnh quay này nó tiến tới nè, cứ mỗi lần nó tiến một frame đó, là mình lại sửa lại cái mask này nó rộng ra, đó, thì nó mở ra như thế này ví dụ là như cái shot này của mình đi mình ước gì là mình có cái đèn gì đó ở đây cho đẹp rồi giờ mình dùng cái effect lumetri color ở đây nè mình đặt tên là light ray nè thì mình sẽ làm gì mình sẽ vẽ một cái mask như thế này sau đó mình sẽ tăng cái giá trị exposure lên một để nó ra cái hiệu ứng mà sáng lên một cái góc nhọn như vậy rồi mình làm tương tự một cái nữa để nó ra một cái nhọn như vậy thì bạn sẽ nhìn vô là ok nó ăn như cái mặt của mình đúng không thì ok mình sẽ xuất cái clip này ra qua bên gấp kết lần thứ hai mình xuất thêm một lần nữa đó mình sẽ tắt luôn hai cái này để nó bình thường lại thì qua bên cấp kết nè thì mình sẽ đặt cái clip góc lên trên cái clip mà có cái ray ở dưới Và sau đó mình ứng dụng một cái tính năng rất là mạnh trong cấp kết đó là auto cut out thì đó bạn xem nè kết quả cuối cùng là như vậy thì thật ra cái ray này không có đẹp tại vì mình không có giỏi về uh, graphic design hả cho nên mình sẽ thử lại bằng cách là mình sẽ download một cái gọi là một cái window frame giống như vậy. Sau đó mình sẽ import vào Premiere và mình đặt nó lên trên phút tịch của mình giống như vậy. Thì khi mà đặt lên thì chắc chắn là nó sẽ che cái hình của mình rồi. Mình sẽ phải mở cái opacity này ra và mình chọn cái phương pháp trộn á, multiply. Đấy, rồi ok ha. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau. Bye bye.